Rồi hôm nay lên bầy mới top 8 con, gồm có 4 cái 4 đực. Chó từ 3 đến 4 tháng tuổi nha. Từ 8 cho tới 10 kg một con. Giá là 700.000 kg, cân ký tính tiền tùy theo con bự nhỏ. Gồm đây là 4 đực, 4 cái. Màu đỏ bả trầu rất đẹp nha các bạn. Thích hợp cho anh em nuôi giữ nhà hoặc là chó huấn luyện ok nha. Chích ngừa đầy đủ rồi. Bảo hành sức khỏe 1 tuần. Bảo hành thường chủng trọn đời, có vận chuyển ship hàng các tỉnh cho bà con luôn nha. Rồi sơ sơ cho anh em xem rước màu mãng, sức khỏe ok lắm nha, rất là lanh lợi luôn nha. Giá là 700.000 ký. Giá này xả hàng Tết nha các bạn. Chó này quá cứng cáp luôn nha, tầm 8 tới 10 ký nha. Rồi bây giờ sẽ quay chi tiết từng em cho các bạn xem lựa chọn nha. Em số 1 màu vàng cháy, mặt đen, siêu lên lợi, có hai cái vạch vàng hai bên nách. Hai vạch vàng màu rất đẹp nè. Nó lên rồi, nó leo qua. Em số 1 quá lên lợi. Dòng chuẩn xét châu Âu nha các bạn. Chó bố nhập nha. Bố 47 kg nha. Cha mẹ giấy tờ đầy đủ, chỗ con không làm giấy, bán giấy nhanh cho anh em luôn nha, giá mềm. Rồi số 2 màu đỏ bả trầu nè, đỏ khét, siêu leo luôn. Rồi số 2 nè, khoảng tầm chục ký nha, 8-9 ký gì đó. Màu rất đẹp, sơ hở lỡ leo ra liền à. Rồi số 2 vô. Số 3 mặt đen nha, màu vàng cát mặt đen nha. Con này khoảng tầm 10 kg hơn được. Số 3 nắng nóng thở. Rồi số 3 vô. Số 4 số 4 này, cái số 4 quá đẹp nè, Duron nè. Lưng dài đòn nha các bạn, tai ke đứng đẹp nha. Được số 4. Thích hợp cho nuôi để giống lắm nha. Rồi em cái số 1. Cái nha, cái số 1 nha. Màu đỏ bả trầu nè, khét lẹt nè. Tai ke đứng đẹp nha. Cái số 1 đôi bả trầu. Rồi cái số 1 vô. Em là cái số 2. Cái số 2 tầm 10 kg. Cái số 2 cao to lắm nha các bạn. Cái số 2 đây. Cái số 3 vàng cát, lưng có con sọc đen, mặt siêu láo. Cái số 3 đây. Cái số 3 cái số 4
dàn cát đây, tay ke đứng đẹp. Cuối cùng anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại của mình là 0766778880 nha, 0766778880 nha. Cái số 4 cuối cùng đây. Rồi ok.